Chiều nay 22 tháng 1, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền năm 2023 và đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và đại diện công an một số địa phương. Năm 2023, trước diễn biến phức tạp của tình hình an ninh trật tự, khối lượng công việc của lực lượng công an Thanh Hóa tăng gấp nhiều lần so với trước. Không ít những vụ việc khó khăn, phức tạp, nhạy cảm chưa có tiền lệ, nhưng công an tỉnh Thanh Hóa đã tích cực phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí trung ương và địa phương, đăng tải, phát sóng hơn 4.000 lượt tin bài, đồng thời chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền trên 4.500 nhóm Zalo của lực lượng công an. Công tác tuyên truyền đã thông tin kịp thời, khách quan, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả các mặt công tác công an, lan tỏa những hình ảnh đẹp vì nước quên thân, vì dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ công an Thanh Hóa, đóng góp tích cực vào công tác phòng ngừa tội phạm, đấu tranh phòng chống thông tin xấu, độc trên mạng Internet, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó cổ vũ động viên lực lượng công an Thanh Hóa thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an, đồng thời phản ánh những khó khăn trong quá trình tác nghiệp và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, năm 2023 và tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên mọi mặt công tác. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí, truyền hình của Trung ương và địa phương đã cùng với lực lượng công an thực hiện tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đổi mới sáng tạo. Thời gian tới, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trước tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động tội phạm tinh vi, manh động, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, bởi đây là biện pháp phòng ngừa xã hội tốt nhất để tránh phát sinh tội phạm, kịp thời thông tin những thành tích, chiến công xuất sắc, những tấm gương dũng cảm, những hành động đẹp vì nhân dân của lực lượng công an, trao đổi cung cấp cho lực lượng công an những thông tin hữu ích, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công an tỉnh kịp thời tham mưu những biện pháp, giải pháp để nhanh chóng tháo gỡ những điểm nghẽn trong cung cấp thông tin, mở rộng mức độ tiếp cận của cơ quan báo chí nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm. Nhân dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao giấy khen cho 9 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2023.